Đây là cậu bé của mình hôm nay thu hoạch được một lỗ rau sạch tươi ngon đã ra đây. Hi Aaron. Hi. What are you going to do? Good. Are you going to harvest some vegetables today? Okay, come here. Chào các bạn. Hôm nay mình đi là cái nhà kính của mình thu hoạch cải ăn sống nha các bạn. Cải ăn sống của mình nó lên cao rồi. Đây là cái nhà kính của mình đây. Đó, mấy cái rau xà lách của mình lên rất là tốt, ngon nữa. Bây giờ mình thu hoạch nó trước khi nó già các bạn. Tại vì rau ăn sống thì mình phải thu hoạch sớm nó còn non á. Đó. Nó cỡ này là mình ăn được rồi các bạn. Lên tốt quá. Giờ mình nhổ, mình cắt vào, mình để dành mình ăn sống. Rất là non nha các bạn. Các bạn nhìn thấy không, có mấy bữa mà nó lên tốt như vậy nè. Đó là mấy bụi tà ngô của mình mới trồng, nó mới vừa bắt rễ thôi. Nguyên một đám rau xà lách ăn sống của mình. Còn bên đây cũng là một mớ rau xà lách loại khác nữa, cũng loại rau ăn sống của các bạn, nó lên cỡ cỡ này thôi chứ không có lên lớn nữa. Hôm nay mình thu hoạch hai loại, ba loại luôn, mình trộn chung với nhau á, mình để dành mình ăn sống. Ok, bây giờ mời các bạn theo dõi mình thu hoạch rau nha. Rau này ăn rất là ngon. Yeah, là you're going to help daddy harvesting the vegetable today? Yeah. Yeah, đây là rau. You can do a cut though. Yeah, you can cut the big one. This one? Yes, you can pull it up. Đây là thằng boy của mình hôm nay ra vườn phụ cha cắt rau nè các bạn. Boy của mình là hôm nay bạn ở trong nhà qua chơi game không? Hôm nay không biết chứng gì ra phụ cha làm vườn. Ok boy. What? Oh, don't cut that one. That one I just grew it. Cut the pink, I mean the purple one and the green one. See the big one? What? Yeah, I'm gonna cut this one and this one. Get the leaf? Yeah. Why? Yeah, boy, come on, dang. Thu hoạch cải đây. Đây là anh nhà nông tí hon của mình đó. Hi, Darren. Are you a gardener? Not really. Not really? Are you gonna help daddy doing the garden this year? This bug here. You can eat it. You want to eat it? No. He's running away. He can shoot to a ball. Okay. Get mine. Đây nè, cây cải các bạn. Nhìn tươi trong luôn, non ngon lành luôn. Mình ăn sống luôn. Rất là ngọt. Rau sạch các bạn, khỏi cần rửa luôn. Nghe nữa nè. Cái loại này ăn rất là thơm các bạn. Mình mà bứt không mà cũng có cái mùi thơm này. Ăn nó nồng nồng, cay cay. Giống như cái
cái cải nồng nồng giống như cải xanh của mình nha các bạn, nhưng mà nó có cái mùi thơm đặc biệt. Rau sạch mình ăn không cần rửa luôn các bạn. Are you gonna eat it, Aaron? Okay, pick this one here. Okay, you just cut a small piece. Okay. Đây là lần qua của mình đã ăn thử rau đây. Tell Daddy how it is. Yummy. Yummy? Are you sure? Is it good? Yeah. Can you get some more? How about the green one? Which one? The green one. The leaf? One. Yeah, the leaf. Okay. Which one? This one. Yeah, it looks like lettuce. Mm-hmm. Is it good? Yeah. Funny. Funny? Yeah. Is it yummy? You want more? Okay. No. So you're going to cut some more? No. Yeah. Bây giờ mấy cái cỏ, mấy cái này mình nhổ luôn các bạn. Tại vì rau này nó ăn nhỏ nhỏ nó ngon, chứ để nó lên lớn quá thì ăn nó không ngon. Cỏ này mình ăn là hết sảy luôn. Nhổ bằng bớt chứ mình để nó lên một lượt nhiều quá ăn không hết. Go. Mấy cái gọn cải này màu tím này mình nhổ luôn nguyên cái bụi luôn cũng được, không là mình cắt từng nhánh á, rồi xong cái mai mốt nó mọc lên cao cái mình ăn tiếp nữa. Nhưng của mình đây mình trồng nhiều quá cho nên mình nhổ luôn bụi luôn. Thơm quá. Ra mình cắt sơ sơ đủ ăn thôi các bạn, tại vì cắt nhiều quá cái mình để nó héo cũng ổn, nên mình cắt đủ phần mình ăn thôi, nào hết cái mình ra cắt nữa, tại vì ở vườn của mình lúc nào cũng ra cắt được. Cái này mình đi mua một hộp nhỏ nhỏ về ở trong tiệm nó bán cũng hết 7-8 đô một hộp rồi các bạn. Nhưng mà rau của nó không biết để bao lâu, có khi mình mở ra nó ở trong nó bị úng hết à. Cho nên rau của nhà của mình trồng mình ăn liền rất là ngon. Ăn cho đứa này nữa. It's a big one here. Yeah. Này mình trồng mới có từng mà nó phát như vậy đó các bạn, rất là nhanh. Khi mà nó bón phân rồi nó lên rất là nhanh. Cho nên mình trồng ít vừa đủ ăn đây, chứ mình trồng nhiều cái nó lên một lượt cái mình ăn không kịp. Không kịp thì mình bỏ nó uổng, xong rồi mình đem cho bớt. Thôi mình cắt như đây. Đủ rồi. Chừng nào ăn hết cái mình cắt tiếp nữa. You eat something? Yeah. Okay. Can you pick up? Go on this way. Okay, are you going to pick up salad there? Okay, bây giờ mình đi qua bên cái ô này mình cắt thêm mớ salad nữa. Loại này loại rau salad nha các bạn. Rau salad này cái cũng loại rau ăn sống, nó lên nhỏ nhỏ vậy thôi chứ nó không có lên lớn. Đó, thì mình hai ba loại mình trộn với nhau. Dạm không? Thì rất là non ngon luôn các bạn. Nói cỡ cỡ này là mình ăn rất là ngon. Nếu mình để nó lớn quá thì nó già không ngon. Rất là ngon.
Okay, that's good enough. Now let's cut the celery. The celery goes. What salad? Ok, mình cắt nhiêu đây để đủ ăn này các bạn. Chừng nào mình ăn hết cái mình cắt tiếp. Đó, đây là cái thu hoạch rau salad lần đầu tiên sau mấy tháng mùa đông đó các bạn. Chỉ ở trong cái nhà kính của mình thôi chứ ở ngoài thì chưa có rau nha các bạn. Ở ngoài thì trời nó còn lạnh. Đó, thấy rất là ngon các bạn, rau tươi non, rau sạch nữa, ăn liền tại chỗ luôn, khỏi cần rửa, nhìn khá hấp dẫn luôn các bạn. Đây là cậu bé của mình hôm nay thu hoạch được một lỗ rau sạch tươi ngon nữa đây. You want to eat that one too? No, it looks disgusting. No, it's good. Đó, nguyên một rổ rau các bạn. Như đây là mình đi vào tiệm mình mua cũng được 7-8 đô rồi đó. Nhưng mà trong tiệm thì rau mình mở ra có khi nó bị úng như hết nửa rồi. Nhiều cây hen thì các bạn mua nó tươi đó. Quá tuyệt không các bạn. Đây là thằng boy của mình đây. Ok, hôm nay mình chia sẻ với các bạn cái thu hoạch lần đầu của cái vườn rau trong nhà kính của mình nha. Cảm ơn các bạn theo dõi cái video của mình. Hẹn các bạn cái video kỳ tới. Chào các bạn nha. See you, bye bye everyone.